Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay vẫn là những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 7, Bộ Y tế cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 cho biết, tính đến 16 giờ ngày 4 tháng 7 2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm 3.890.855 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, số người được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 là 223.336 người, có thêm 24.325 người được tiêm chủng vaccine COVID-19 trong ngày 4 tháng 7 năm 2021 tại 11 tỉnh, thành phố và các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng. Hiện tại, Việt Nam là một trong những quốc gia hàng đầu trong đảm bảo quy trình tiêm chủng vaccine COVID-19. Với phương châm tiêm đến đâu, an toàn đến đó, quy trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam được tiến triển bài bản và có sự khác biệt so với những nước khác trên thế giới, kể cả các nước tiên tiến.